Trong năm vừa rồi thì chúng tôi đồng hành với chính phủ đã nghiên cứu tạo ra những cái sản phẩm thuốc về phòng ngừa, hỗ trợ các cái bệnh viêm phổi cấp, các sản phẩm trường sinh Anco và trường sinh Thảo. Chúng tôi nghiên cứu từ một cái tổ hợp kháng sinh thực vật chiết xuất trên thành phần kháng sinh trên 20 loại thảo dược quý hiếm và cộng với cái hàm lượng một số cái acid amin và vitamin tự nhiên. Thưa quý vị, tận dụng nguồn dược liệu quý giá có tác dụng điều trị bệnh đã được dân tộc ta lưu truyền hàng ngàn năm nay, nhất là các loại dược liệu giúp hỗ trợ điều trị viêm phổi và suy hô hấp như hoa đu đủ đực, xuyên tâm liên, cam thảo, hoa ngũ sắc. Và để tìm hiểu chi tiết hơn về hiệu quả các loại thảo dược này trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về hô hấp, thì Thảo Hiền xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Hiện nay, sử dụng thảo dược được xem là cách chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh tự nhiên, an toàn, lành tính, đặc biệt phù hợp với những người bị bệnh lâu năm, mãn tính. Trong đó có các bệnh về đường hô hấp như ho, đau rát họng, viêm phổi, viêm phế quản. Cụ thể, các loại thảo dược có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh về hô hấp phải kể đến như hoa đu đủ đực, xuyên tâm liên, cam thảo, hoa ngũ sắc, hoàng đằng, mật nhân, nghệ đen, cây mật gấu, cây tam thất. Đều có sẵn trong thiên nhiên nên việc tìm kiếm và sử dụng rất dễ dàng. Đồng thời tại Việt Nam với thời tiết khí hậu nhiệt đới nên thảm thực vật khá đa dạng. Việc sử dụng các loại thảo dược này cũng đảm bảo được độ an toàn, chất lượng và tốt cho sức khỏe người dùng. Nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân về nhu cầu sử dụng các loại thảo dược trong phòng ngừa và điều trị các bệnh lý về đường hô hấp, Tập đoàn Khoa học Quốc tế Trường Sinh đã bắt tay vào nghiên cứu và cho ra đời các dòng sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoàn toàn từ dược liệu. Trong đó phải kể đến Siro TS Anco và viên nang mềm Trường Sinh Thảo. Sản phẩm tận dụng nguồn nguyên liệu thảo dược có sẵn trên mảnh đất Tây Nguyên, kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP, có tác dụng hỗ trợ phòng và điều trị các bệnh liên quan đường hô hấp. Ngay từ khi dịch bệnh xâm nhập vào nước ta, thì dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ, của Bộ Y tế, thì toàn bộ hệ thống chính trị của cả nước đã vào cuộc một cách quyết liệt, với một quyết tâm cao nhất là khống chế, phòng ngừa và tiêu diệt dịch bệnh. Trong đó, nền y học cổ truyền của nước ta đã đóng góp một vai trò rất tích cực và quan trọng. Phải nói rằng, y học cổ truyền đã làm tốt cái sứ mạng của mình trong công tác khống chế, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị dịch bệnh một cách rất hiệu quả với ba giá trị lớn. Giá trị thứ nhất đó là phát huy toàn bộ những kinh nghiệm quý báu của ông cha ta với những cái phương thuốc quý, bài thuốc hay, hay là sử dụng rộng rãi tất cả các phương pháp của y học cổ truyền trong công tác khống chế, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị dịch bệnh COVID-19. Giá trị thứ hai, toàn bộ hệ thống y học cổ truyền của chúng ta đã tập trung nghiên cứu, phát triển, tìm ra được những phương thuốc hay, những bài thuốc quý để sản xuất ra các cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe y học cổ truyền trong công tác khống chế, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị COVID-19. Nhưng cũng thể khẳng định rằng trong cái thời điểm hiện nay thì những sản phẩm bảo vệ sức khỏe của y học cổ truyền trong công tác khống chế, phòng dịch và hỗ trợ điều trị COVID-19 chưa thể độc lập, chưa thể có đủ cái sức mạnh thực tiễn để thay thế được thuốc Tây y của y học hiện đại, mà chúng ta đang tuân thủ rất nghiêm túc cái chủ trương của Chính phủ, của Bộ Y tế, đó là kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền một cách khoa học, hài hòa, hợp lý nhất để mang lại giá trị hiệu quả cao trong công tác khống chế, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị dịch bệnh COVID-19. Được biết, Trường Sinh Group là tập đoàn tiên phong trong nghiên cứu khoa học y dược, tận dụng những lợi thế về đa dạng sinh học của Việt Nam và nền y học cổ truyền lâu đời phong phú để phát triển các sản phẩm từ dược liệu. Chẳng hạn như Siro TS Anco được tạo từ các thành phần mật ong, chiết xuất hoa đu đủ đực, cam thảo, hoa ngũ sắc, hoàng đằng, mật nhân, nghệ đen, cây mật gấu, cây tam thất, cao xuyên tâm liên và một số phụ liệu khác.
viên nang mềm trường sinh thảo có chứa tinh chất từ cây xuyên tâm liên, tía tô, cây cỏ mực, cây ngũ sắc, cam thảo, đinh lăng, hoa lá vối, sâm đại hành. Hai sản phẩm này có tác dụng hỗ trợ giảm ho, bổ phế, viêm họng, viêm phổi, mất vị giác và khứu giác. Đồng thời, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, phòng suy hô hấp và hỗ trợ loại trừ mầm bệnh. Đây là bài thuốc được đúc kết từ các bài thuốc y học cổ truyền, được Bộ Y tế cấp phép thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đối với từng cơ địa người khác nhau thì việc dùng sản phẩm có hiệu quả khác nhau về thời gian và liệu trình. Tuy nhiên, đây là sản phẩm được các chuyên gia và người tiêu dùng đánh giá là lành tính và mang lại hiệu quả cao khi sử dụng trong phòng và điều trị các triệu chứng liên quan đến COVID. Mình lấy xin tâm liên với Enco, mình uống thì trong vòng 3 ngày không có còn rát họng nữa. Uống được 3 ngày thì cảm thấy bớt ho, cái đờm nó ra rất, tức là cái đờm nó lòng đờm nhanh hơn và triệu chứng rát họng không còn. Với mong muốn mang đến cho thị trường những dòng sản phẩm chất lượng, an toàn cho sức khỏe, cũng như nhận thấy được những hệ lụy mà dịch bệnh COVID-19 đã và đang gây ra cho cộng đồng, Trường Sinh đã đẩy nhanh tiến độ, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm từ thảo dược có tác dụng phòng, hỗ trợ điều trị và hạn chế tối đa vi khuẩn virus xâm nhập gây bệnh viêm phổi cấp. Trong năm vừa rồi thì chúng tôi đồng hành với chính phủ đã nghiên cứu tạo ra những cái sản phẩm thuốc về phòng ngừa, hỗ trợ các cái bệnh viêm phổi cấp. Các sản phẩm Trường Sinh Anco và Trường Sinh Thảo, chúng tôi nghiên cứu từ một cái tổ hợp kháng sinh thực vật chiết xuất trên thành phần kháng sinh trên 20 loại thảo dược quý hiếm và cộng với cái hàm lượng một số cái acid amin và vitamin tự nhiên, tạo nên một cái tổ hợp và làm ức chế sự hình thành và phát triển của vi khuẩn virus để gây bệnh. Thì sự ưu điểm của hai cái sản phẩm này là trị được đa bệnh trên một cái sản phẩm, trong đó như là các bệnh là suy hô hấp, viêm phổi, viêm họng, viêm phế quản. Cái tính ưu việt của sản phẩm là chế biến theo cái phương thức y học cổ truyền cộng với hiện đại để tạo nên một sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược lành tính và dùng trong phòng bệnh cũng được và hỗ trợ điều trị rất là tốt. Tình hình dịch bệnh hiện nay thì chúng tôi sẽ cố gắng theo đuổi về quá trình biến thể của virus vi khuẩn gây bệnh để chúng tôi tạo ra những cái dòng sản phẩm và trong vấn đề hỗ trợ phòng bệnh cũng như là điều trị bệnh. Và đặc biệt chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy dược chế biến thuốc để trị những cái bệnh mà hiện nay ngành y dược chúng ta đang quan tâm. Và chúng tôi cũng muốn rằng là Trường Sinh sẽ là một trong những cái đơn vị đi đầu trong vấn đề là bảo tồn về các nguồn dược liệu quý hiếm của Việt Nam. Có thể nhận thấy nền y học cổ truyền trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tồn tại đã hơn 1.000 năm và ngày càng chứng minh được vai trò trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như điều trị bệnh trong cộng đồng. Sự ra đời của hai dòng sản phẩm Siro TS Anco, viên nang mềm Trường Sinh Thảo đã một lần nữa cho thấy giá trị của các loại thảo dược trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp, một căn bệnh khá phổ biến hiện nay, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm.